Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Năm 15 tháng 7 2021. Chương trình Bản tin Hoa Thành Đốm hôm nay xin được phát hình phần 15 buổi phỏng vấn đặc biệt với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện. Lần trước anh nói chuyện về anh Phan Duy Nhân và một người bạn khác của anh cũng tên Dinh. Và cái người mà phất cờ khi mà anh đi tức là anh Dinh á, và Dinh là anh Phan Duy Nhân. Và anh Phan Duy Nhân, những người đó giấc mơ của họ cũng thật, cũng như anh cũng thân vậy, nhưng mà họ lại nhìn về một phía khác, phía phản khả. Thì họ cái chuyện mà anh nghĩ là những cái mơ mộng, những cái gì, những cái khuyến khích của họ chẳng hạn, như tại sao họ lại nghe bà cụ anh mà anh lại hoàn toàn khác hẳn với họ. Họ cũng có lòng thương, họ cũng nhìn về gia đình, cũng nhìn vào cùng một bức tranh đó, mà tại sao hai cách diễn dịch nó có thể khác nhau đến độ mà họ qua bên kia mà anh ở bên này? Tại vì tôi rất thân anh Dinh. Năm 1970 tôi có viết cuốn Ải Trần Gian và tôi đề ngoài tặng Phan Duy Nhân kẻ hào kiệt. Thì văn phòng của ông Nhã kêu lên, lúc đó là ông Trung Văn Tước tránh văn phòng, là giáo sư ở Sài Gòn. Tôi cũng có quen với anh Tước, nhưng mà quen với em anh Tước thôi. Anh Tước là anh vợ của ông Nhã, thì kêu lên mới bảo là anh biết ông Phan Duy Nhân này là cán bộ cộng sản không? Tôi nói dạ thưa ông, tôi biết, thì tôi chơi với ông từ nhỏ. Thế anh nghĩ sao mà một cuốn sách của một người miền Nam mà đề ở ngoài tặng hào kiệt Phan Duy Nhân? Thì tôi nói dạ thưa về thế này, là tại vì ông này ông hào kiệt thật. Ông hào kiệt thật, và mặc dù ông đi theo cộng sản, ông ta là người khởi loạn của miền Trung năm 66, ông ta là người chỉ huy các cái lực lượng của cộng sản ở Đà Nẵng, chứ không phải một cờ Hoàng Phú Ngọc Tương, Hoàng Phú Ngọc Phan ở Huế đâu. Không, loại đó tầm thường lắm, chỉ có được cái hô hào học trò rồi vậy. Chứ Phan Duy Nhân là người chiến đấu thật. Và khi Phan Duy Nhân bị bắn gãy chân, thì làm ngay câu thơ: nửa đêm cởi áo lội qua hào, cớ sao tư bạc bắn người cần lao. Và khi anh đã bị giam ở Phú Quốc, anh đang là một ngũ hộ tướng của việc chiến đấu ở về phía cộng sản. Nhưng bây giờ anh hỏi tôi vì sao vậy? Tôi nói nếu anh quyết định anh Phan Duy Nhân, anh phải đi lính, anh phải đi theo cộng sản. Bố anh là gác cổng xe lửa, mẹ anh bị lao xương, em trai anh bị epilepsy, liệt giường lâu lâu lên cơn, em gái một đứa em như Ngọc chết đuối. Thành thử với một người ở trong một hoàn cảnh như vậy, thành thử anh ta không cách nào chấp nhận cái đời sống của miền Nam, mà nhất là cái vấn đề Mỹ nó vào. Hình như trước ngày đi lính, anh ta với tôi có gặp nhau ở Đà Nẵng một lần, và hai người còn 3 đồng 44 điều ruby là tôi với anh Phan Duy Nhân. Nhưng mà tại sao mà chúng tôi đi hai cái đường khác nhau? Tại vì tôi biết trong cái đời sống của anh ta thì anh ta là phải đi theo cộng sản, cách nào khác được hết. Vì nó bắt buộc anh phải có một cái cớ để mà giải thích cho đời sống khốn cùng của anh ta. Còn trái lại, tôi ở đời sống khốn cùng, chúng chả phải là con dòng cháu giống, không cha không mẹ, áo quần không có cớ mang nữa. Nhưng mà tôi biết cái này cũng phải của chế độ Cộng hòa gây ra. Mà đây có chừng là từ chế độ cộng sản ấy. Vì tôi ở trong chiến khu Việt Minh từ những năm 50 mà. Lại tất nhiên không phải khôn ngoan như bây giờ tôi đang nói với anh, nhưng tôi biết rằng cái hoàn cảnh khốn cùng của mình không phải là của chế độ Việt Nam Cộng hòa đưa ra, mà coi chừng đây chính là cái từ chế độ cộng sản đưa ra. Đấy, thành thứ giờ tôi đi lính, mà như tôi đi lính như phần đầu cũng giả dám nó bảo rằng là để bảo vệ tổ quốc miền Nam, nhưng mà tôi đi lính vì ít nhất chế độ Cộng hòa đã cho tôi một đời sống tự tin, một đời sống đưa vào rừng Đà Lạt, được thấy cảnh trời mây nước, và được thứ nhất là có cơm ăn, mà cơm ăn ngon nữa, và cho mình một cái tay tô, một cái chỗ đứng trong xã hội mà cũng rất thích hợp. Nhưng mà còn cái vấn đề mà lính tráng ở sau thì đó là những cái khúc sau. Nhưng mà rõ ràng đời sống của Việt Nam Cộng hòa đã cho tôi một cái
một cái ấn tượng và một cái khung đời sống rất là tốt lành. Ví dụ đi sư phạm cấp tốc, tức là đầu trung học thôi, học đâu 9 tháng ở một cái trường sư phạm cấp tốc ở Huế, thì với một ông, một anh chị giáo viên cao lắm 20 tuổi, nhưng mà đưa đi về một cái cuộc đâu ở như ở Bình Đại hay ở đâu không biết, mỗi lần cô giáo đi về buổi chiều là 20 hàng đường là dân chúng kéo con trâu đứng một bên chào cô, vì cô đã dạy cho con cái mình. Tôi nghĩ rằng ở đâu có một cái bức tranh xã hội đẹp như vậy, cho dù rằng chỉ là một cô giáo, một thầy giáo 20 tuổi, mới qua tuổi 20 mới đại hoàng trung học. Và thành thứ tôi thấy cái xã hội này tốt quá. Cũng giống như năm 1970, ông Tùng Lý Huỳnh Nguyễn Khắc Dụng, ông có làm một cái, ông là thẩm phán của Tòa án Sài Gòn. Ông mới viết trên báo Chính Luận, ông có một cái đúc kết là ông bảo rằng từ 1954 đến 1970 Tòa án Sài Gòn không có một tội nhân hình sự nào hết, nếu xuất thân của các trường của các sư huynh là Santa Bea vậy, không có một tội nhân hình sự nào hết xuất thân từ hướng đạo Việt Nam. Vâng, hướng đạo Việt Nam phải tạo những ông thánh, nhưng hướng đạo Việt Nam rõ ràng dạy cho đứa trẻ con không ăn gian nói dối ăn cắp, trung thành với tổ quốc, giúp ích mọi người và tuân theo luật hướng đạo. Những cái hình ảnh đó dạy cho chúng tôi, mai dạy tôi hết. Đến giờ này tôi mặc áo của hướng đạo đã gần mấy mươi năm, nhưng rõ ràng ai dạy cho một đứa trẻ những điều tốt lành như vậy? Mà không phải cá nhân tôi. Và bây giờ tôi hỏi ra tất cả các bạn bè, lúc nào có đi hướng đạo không? Có. Ngô Nhân Dục có đi hướng đạo, Đỗ Ngọc Yến có đi hướng đạo, Trương Trọng Tác có đi hướng đạo. Rồi ai có đi hướng đạo? Phạm Mưa hỏi, tại sao? Tại vì đi hướng đạo vui, với cô bạn chơi chứ ở ngoài ai mà chơi với anh. Nhưng rõ ràng đi hướng đạo vui. Hướng đạo không phải tạo nên những ông thánh con, nhưng rõ ràng hướng đạo tạo nên một cái khung của đạo đức rất là tốt lành cho đứa bé. Thì trở lại, nếu đi lính xong rồi, đi hướng đạo rồi, đi lính. Thế rõ ràng cái môi trường đó nó làm cho con người, nếu không tốt hơn, nó không thể nào làm cho con người hèn được. Lên trông cao rồi cao trời mưu, bốc cho cao 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 thật cao. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục chương trình, Minh Thúy mời quý vị theo dõi phần 16, buổi phỏng vấn đặc biệt với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện. Nhưng mà trở lại chuyện của anh Phan Duy Nhân thì cũng vẫn trong một cái xã hội tốt như anh vừa nêu ra, cũng vẫn có hướng đạo, vẫn có những hình ảnh anh Nhân cũng nhìn thấy như anh, tại sao lại đi về hướng khác? Nhưng mà anh ta nghĩ rằng để giải quyết cái tình trạng bản thân anh ta và tình trạng xã hội là phải đi về phía bên mặt trận giải phóng. Và anh ta hình như buổi tối đó tôi có cãi với anh ta cái chuyện đó, nhưng mà không cãi lại tự nhiên không biết có những cái luận cứ như tôi đang nói với anh đây, nhưng mà nói không xong, không thuyết phục được, không thuyết phục được, vì nó đã thành phong mét rồi, nó đã thành sự rồi. Tuy nhiên anh Văn Dương Nhân rất tin cậy tôi. Sau khi những ngày tôi ở Đà Lạt, anh ấy viết một tập thơ tình đến cái mấy chục trang, và cái cô đó là sau này là vợ của anh á, là cô Dương Thị Ngân Hà, cô rất đẹp, hình như cô cũng bắt trời, cô con gia đình đại gia của hãng xua, cô Suy Nam là hãng hàng không của Việt Nam ngoài đó, nhưng mà và đẹp sang, nhưng mà là rất yêu ông Phan Duy Nhân này, tại vì ông này ông có khí phách rồi, tài thơ văn như vậy và chiến đấu thật. Nhưng mà đây là kết luận năm 2007. Tôi có đột kích về Việt Nam trong khoảng mấy ngày để ra Huế coi mồ mả bố mẹ. Khi về Sài Gòn tôi còn gặp anh Phan Duy Nhân. Và tôi mới hỏi rằng, anh xem bây giờ tình hình xã hội Việt Nam sao nó tệ hại như vậy? Bây giờ Đảng Cộng sản cầm quyền ở nhà nước, thì anh đã trả lời với tôi, vì cơ chế. Rồi tôi nói cho tôi thua. Cơ chế là gì? Cơ chế là do con người sinh ra.
cơ chế là do chế độ đưa ra. Mà bây giờ tất cả những cái khốn cùng của xã hội Việt Nam mà chỉ là cơ chế thôi thì vô ích quá. Và tôi, anh ta có tâm sự với tôi chỉ được làm phó thôi, tại vì ngoài Bắc người ta không tin đó. Cho nên cao nhất là cấp của anh về trong ban, ở trong cộng sản ban lớn hơn bộ, cho nên anh ta chỉ là phó ban tôn giáo trung ương đảng, và nếu cấp hàng ở bên hành chánh thì là thứ trưởng, và hình như anh ta rất bằng lòng với cái chức vụ đó. Và phía bên người vợ đó là thành đại gia, đại tư, tài phiệt, thì thành như vậy quá đủ rồi. Thành từ cái sức chiến đấu quá xa thì như không còn nữa. Kể cả sức chiến đấu ở trong thư văn, 15, 16 tuổi anh ta đã viết những câu thơ: chúng ta sống bằng máu người đã chết, người nuôi người dĩ vàng với tương lai, nhưng khi chết tim người xin để lại, anh mang đi khoảng trống lấp không đầy. Cái dòng thơ hào kiệt đó sau 75 trước trong không còn nữa, và anh ta đã biến thành một ông công chức phó ban tôn giáo trung ương đảng. Thành thứ đứng với hai người bạn thì tôi thấy rằng hóa ra cái người lính nhảy dù mà cấp bực coi như đối khóa tôi là hạng bét, khóa tôi phải trung tá, hạng bét phải thiếu tá, có người đại tá giống Lê Câu rồi chẳng hạn. Thế mà so với anh ta là hàm thứ trưởng, rồi là phó ban tôn giáo trung ương đảng, bây giờ là đại gia của ở Sài Gòn, thì như vậy tôi kém sang quá. Tuy nhiên tôi vẫn là kẻ chiến thắng ở trong chính nghĩa. Bây giờ này nếu mà cãi với nhau, cãi với tôi thì chắc anh phải thua, mặc dù tôi đã bị cái nhục của ngày 30/4/75, và đến giờ này thân sơ thất sở, một ông công dân Mỹ gốc Việt còn hơn bất kỳ một ông cộng sản nào, là không có gì hết, không nhà không cửa, không gia đình, không có tiền bạc, không có ngân khoản, không có cái gì hết. Thành tựu hóa ra quá trình tôi là một kẻ vô sản, thung thành hơn cái ông bạn của tôi là phó ban tôn giáo trung ương đảng Nguyễn Chính, tức là Phan Duy Nhân. Trong một quyển sách gần đây là nó viết về hai cái gọi là mình có thể tạm gọi là đại bi kịch, tức là chắc anh cũng có nghe The Epic Tragedy. Thì cái ông tác giả đó ông mới nói là có thể miền Bắc hoặc là miền Nam hai bên đều không có xứng đáng để thắng. Dĩ nhiên họ là người ngoài, họ nhìn với đôi mắt của người ngoài thôi, nhưng mà họ cũng nhìn về cả miền Bắc và nhìn cả miền Nam. Thì họ không chối bỏ những cái mà anh vừa mới nói, tức là những cái chuyện mà dân chủ của miền Nam, nhưng mà họ nói là dân chủ của Việt Nam cũng chính là từ cái chỗ đó mang lại một ít phúc lợi, nhưng mà đem cái chính quyền của Việt Nam xa với lại người dân, mà không có súng đạn nào của Mỹ hoặc là không có gì khác để có thể mà hay cơ chế nó lại gần nhau, thành ra nó những xảy ra những cái vụ giống như anh vừa mới nói, chẳng hạn như là người lính thì làm hết nhiệm vụ người lính thôi, nhưng mà nếu mà anh cho phép sử dụng chuyện trưởng thì lệnh hồ sung có nhạc bất quần đó, thì chính phủ của mình có thể coi như nhạc bất quần không? Không, chính phủ tốt qua đấy chứ. Vâng, xin anh nói thêm về. Vâng, tôi bây giờ tôi là một sản phẩm của Việt Nam Cộng Hòa rồi, nhưng mà tôi thấy là cái chế độ đó, ví dụ như là cụ Ngô Đình Diệm. Vâng, anh đang nói về đại nhất. Vâng. Cô cho người đi ra ngoài Sài Gòn mua cái bánh patiso. Đấy là những cái điều thật, việc thật. Vâng. Thế cụ ăn, cụ hỏi cái bánh này bao nhiêu? Người ta nói đồng. Cụ nói tốt quá, như vậy là lương lính 600 nó mua được bánh này nó ăn. Không, cũng khó. Rồi cụ đi làm, đi lên xóm mới, coi người di cư, đó là những năm trước 60. Thì tên đi về xóm mới qua Gò Vấp rồi vậy, qua ngã ba Chu Yên thì mấy cô gái giang hồ đứng ngoắc ngoắc. Thì cụ đi về ở trên Viên Độc Lập, chuyện này có người thật, việc thật. Tại vì kêu ông tỉnh dựng gia đình là ông Thiếu tá Nguyễn Đức Xích. Ông Nguyễn Đức Xích tức là chú của ấy, bác của anh Nguyễn Đức Tâm là cùng khóa với tôi. Thì chuyện này là ông Nguyễn Đức Xích kể lại thì chắc là người thật, việc thật. Cụ kêu ông Thiếu tá Nguyễn Đức Xích tỉnh dựng gia đình, bảo cô bảo tại sao, nghĩa là tại răng, mà ở trong cái xứ sở này mà lại có mấy đứa con gái đứng ngoài đường kêu như vậy. Tôi ra lệnh cho anh trong vòng 24 tiếng đồng hồ phải chấm dứt ngay cái tình trạng này, nếu không anh mất chức. Thì tôi hỏi rằng có cái chế độ nào đạo đức đến như vậy?
có cái chế độ nào tốt lành đến như vậy. Trong khi ở bây giờ ở Sài Gòn, hàng đêm ở nơi chỗ cái công trường 3 tháng 2, tức là cái vườn hoa trước là địa điểm, địa đức nữa, đứng đây và coi đó là một cái ngành kinh tế được công an bảo kê. Đó, với lại hiệu trưởng Trần Đức Sâm ở ngoài Bắc kêu học trò tới ngủ với mình để cho điểm. Tôi hỏi rằng có một cái chế độ nào giữa một người thủ lĩnh của quốc gia như là Tổng thống Ngô Đình Diệm và những cái công an bảo kê cho các độc điểm, các ghi nghề điểm ở Sài Gòn, ở Hà Nội. Và bây giờ thưa với anh, không phải là người đạo đức, nhưng rõ ràng ở Sài Gòn, ở Hà Nội, ở các bia ôm, ở tại các cái địa điểm mà gọi là du lịch, là coi như nghề làm điểm là một cái nghề gây có kỹ nghệ và đưa ra tiền cho các tất cả các cơ sở. Vâng. Thưa với đứng ở với một cái xã hội như vậy, và chúng tôi đi xe đạp có thể từ Đà Nẵng chúng tôi vào ở trong Thâm Sơn cùng cấp, nửa đêm có thể đi từ Sài Gòn lên Đà Lạt chơi, một cái chế độ an toàn về an ninh, một chế độ an toàn về đạo đức, một chế độ an toàn về phẩm hạnh của người, thì như vậy thì tốt quá. Và nếu có sai thì tôi không biết ở sai ở đâu, nhưng mà anh nói đi thì cũng nói lại, những cái người viết ở báo Mỹ phải có đặt ra vấn đề. Cũng vì tổng thống đó, năm 1957 khi bước xuống phi trường ở DC, ngoại trưởng Fort Dallas, tổng thống Eisenhower đón tổng thống Ngô Đình Diệm tại sân bay và nói rằng ngài là một sức siêu của châu Á với tất cả sự trang trọng. Đó là 1957. Thì tại sao mới đến năm 57, 58, 59, 60 lại bày ra trận ấp Bắc? Rồi đặt ra vấn đề trận ấp Bắc. Trận ấp Bắc là ngày 3 tháng Giêng 1963 đánh ở dưới ấp Bắc dưới cây lệnh. Đánh đó với tiểu đoàn hình như 530 cộng địa phương cộng sản. Cho thua đi. Thì mới một cấp tiểu đoàn à. Thì làm sao mà bus, làm sao mà ở CBS, làm sao mà Herbertstein, làm sao mà Brown ở bên logo toán lên là chiến tranh Việt Nam sắp phi sụp. Phải ông Kennedy phải đưa Maxwell Taylor, phải đưa ông McNamara đến định giá lại tình hình. Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn tối hôm nay đến đây là chấm dứt. Mời quý vị đón xem buổi phỏng vấn kế tiếp với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện, sẽ được phát hình vào tối thứ Tư, 21 tháng 7, 2021. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SBTN DC, xin email về washingtondc@sbtn.tv. Kính chúc quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Minh Thúy xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.